Con có đọc cuốn sách nói về thập đại đệ tử của Phật. Trong đoạn sách có ghi là Đức Thế Tôn có nói sau này Tôn giả Phú Lâu Na sẽ thành Phật. Con không biết có sai không, nhưng vì A-la-hán thì đã niết bàn không sanh không diệt rồi, thì làm gì còn cái tái sanh để trở thành Phật. Thì xin thưa với quý vị, khi mà mình học đạo nên tập cái thói quen cẩn trọng. Mình hỏi coi cái đó đó lấy nguồn ở đâu. Tại vì khi mà mình không có cẩn trọng như vậy á, thì nó quý vị không có dám hỏi á, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng là người ta thích nói cái gì người ta nói. Sư xin thưa là ngay cả các vị pháp sư, ngay cả bản thân sư cũng rất dễ mắc một cái bệnh là bệnh nhớ nhầm. Cho nên là đôi khi quý vị có hỏi sư là cái câu kinh đó sư lấy ở đâu, thì đôi khi thì sư cũng cảm ơn quý vị là có những cái đó nó làm cho sư phải đối chiếu lại cái trí nhớ của mình. Tại vì rõ ràng các sư không phải đệ nhất ghi nhớ như Ananda, cho nên có khả năng nhớ nhầm. Mà nhớ nhầm á, mà chỉ đơn giản là nhớ nhầm tên thì còn đỡ ha, nhớ nhầm sự kiện thì còn đỡ, chứ còn nhớ nhầm phi pháp và thành pháp, rồi nhớ nhầm pháp thành phi pháp, nó tai hại dữ lắm. Đó là chưa kể mình tự mình bẻ cong sự thật, mình uốn cong sự thật, mình muốn nói cái giống gì mình nói là nó chết. Thành ra phải cẩn trọng dùm sư, làm ơn làm phước. Ở đây sư trích một cái đoạn ở trong đây: tại núi Kỳ Xà Quật, trong cuộc kết tập kinh điển về phần luật tạng ngày Maha Ca Diếp có đem 8 pháp ẩm thực ra yêu cầu các tỳ kheo phải giữ. Theo Phật, trong hoàn cảnh đặc biệt thì tỳ kheo có thể có 8 tùy nghi không bị ngăn cấm. Cái này là người ta gọi là lập lờ đánh lận con đen, mập mờ rồi tự người ta đánh lận. Cái hoàn cảnh đặc biệt là hoàn cảnh như thế nào? Là hoàn cảnh mà khi đó chư tăng không thể đi khất thực được, hoàn cảnh đói kém thì hoặc là chiến tranh đói kém đó, thì trong những trường hợp đó được tính là trường hợp đặc biệt. Và trong trường hợp đó Ngài Ca Diếp Ngài vẫn tuân theo luật đàng hoàng, chứ Ngài không có cái chuyện là Ngài bẻ luật, không có chuyện là Đức Thế Tôn đã cho bây giờ Ngài cấm, không có chuyện đó. Thế Tôn đã quy định là trong cái thời kỳ đặc biệt đó thì được phép thì Ngài Ca Diếp Ngài giữ, chứ không có cái chuyện là Thế Tôn Ngài Ngài cho bây giờ Ngài Ca Diếp Ngài cấm, chuyện nó không có. Cái đó là mình phỉ báng thánh nhân, cái đó không có chuyện đó. Rồi sư e là cái vị rồi cái vị này là nói theo cái ý cá nhân để mà hợp thức hóa cái chuyện tu của mình, cái này nó mới chết. Là chứa thức ăn trong phòng, nấu nước trong tự viện, tự nấu tự lấy thức ăn từ chỗ khác đem thức ăn về, ăn các thứ trái cây, ăn những thực vật sản xuất từ hồ ao và không ăn cả thịt. Rõ ràng là vị này có tư tâm là để hợp thức hóa cái cách tu của mình, thì sư nó rất là kỳ. Rồi ngài ở đây nói là ngài Phú Lâu Na đã đứng về phe tự do nên đã chống là 8 việc mà ngài Ca Diếp cấm các tỷ kheo, thì một lần nữa nó cũng rất là kỳ. Sư nói thiệt nó rất là kỳ. Tại vì thánh không giống như phàm của mình, mà mình hợp thức hóa cái tầm bậy của mình. Chính bởi vì như vậy á, như sư nói ngay từ đầu không có chuyện Phật cấm bây giờ ngài rồi ngài Ca Diếp ngài mở, mà Phật mở ngài Ca Diếp ngài cấm không có. Hồi xưa như thế nào ngài Ca Diếp giữ như thế đó, và ngài Phú Lâu Na thì ngài cũng y chang như vậy. Cho nên là mình vì cái chuyện của mình á mà mình gọi là mình bóp méo hình ảnh của thánh nhân thì nó rất là đáng ngại.
Rồi đó là chưa kể là Thế Tôn ở đây là lại nói là Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài trong tương lai sẽ thành Phật, thì trong kinh Tạng Nguyên Thủy không có vấn đề này. Bởi vì như quý vị thấy đó, một vị đã hoàn toàn đoạn tận các lậu hoặc không còn dư sót thì vị đó sẽ không còn tái sanh. Muốn tái sanh thì phải còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc thì không thể tái sanh. Lại thêm một vấn đề nữa, và đây là vấn đề lớn nhất của cái bộ là Thập Đại Đệ Tử, đó là sư không biết là cái vị viết tác phẩm này căn cứ vào đâu, có lẽ là do yêu thích cá nhân thôi. Thì đem ra làm 10 vị đại đệ tử, nhưng thực tế thì các vị đệ tử có biệt hạnh có rất là nhiều, không chỉ giới hạn ở 10 vị. Cho nên là có lần một vị sư nói với sư là sư ơi sư, sư 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 nói là bây giờ 10 vị đại đệ tử có cái tên tiếng Pali, thập đại đệ tử của Đức Thế Tôn có tên tiếng Pali là gì? Sư nói thẳng mất lòng ráng chịu, mặc dù vì đó là một vị trưởng lão. Căn cứ vào đâu để lựa ra 10 vị đứng đầu? Muốn căn cứ là phải căn cứ vào trong kinh Tăng Chi một pháp phẩm người tối thắng, cái đó mới là cái căn cứ. Còn cái này căn cứ vào đâu để mà dựa theo đó mà mình nói là thập đại đệ tử? Thì vị này giận sư một thời gian, nhưng mà như sư nói cái gì đúng sư nói à. Thành ra là quý vị nên hiểu ha. Và đương nhiên là sư không có cái tư thù cá nhân gì với cái vị mà viết viết nên quyển sách này. Cho nên là quý vị mong là quý vị hiểu cái ý mà sư muốn truyền đạt cho quý vị, hơn là mình cố tình mình hiểu sai rồi khi đó rất là mệt mỏi ha. Và xin mời Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với câu của trả lời của Đức Thanh Tại rất là rõ ràng, cho nên là sư cũng nếu bản thân sư thì cũng không có bổ sung gì thêm, cũng xin lướt qua câu hỏi này. Còn cái chuyện mà bạn này hỏi về cái pháp hành á, thì nói chung thì quý vị muốn tới muốn gặp sư trực tiếp để quý vị hỏi thì cũng được thôi. Đương nhiên quý vị gặp trực tiếp thì sư sẽ trả lời. Nhưng mà cái pháp hành thì phải nói là mình phải hành cho nó ra hồn ra vía, chứ còn mình hành mà nó ra bóng ra vía thì nó cũng mệt lắm. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.